Hello Simon, sao nó bữa nay nó connect audio lâu dữ vậy? Sao bữa nay nó connect lâu vậy? Thì con nói cái gì? Con nói cái gì vậy hả? Ôi. Con hôm nay chưa biết, hôm nay chưa có biết con nói gì đâu. Rồi. Còn nhớ bữa trước mình học cái gì không? Con nhớ buổi trước con học lên là chạy. Cái gì? Quên hết rồi cho. Hả? Là cô hát là nhảy là cò. À, học. Còn đi Ok. bộ là Walk. wow. Gì vậy? Kêu tự nhiên che cái gối lên chi? Che cái gối lên chi? Con lên Google con nói đi bộ tiếng Anh là gì? À, rồi có được không? Rồi nó trả lời gì? Nó trả lời là từ nào? Nó trả lời là run. Ừ. Ok. Rồi, bây giờ mình học cái phần tiếp theo của bài hát trước nha. Here, this is the last lesson. Mình sẽ xem Bơ xong được người ta. bơ 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 à, có Có bây giờ nhìn thấy không? Hử? con nhìn thấy con to hơn cô luôn Ừ. con, nhưng mà con không thấy chuyển sang chia sẻ màn hình đâu. À, Có thấy con chưa? bấm Ok. cái chia sẻ, con bấm chữ xóa ghi là con bự hơn con đó. Bây giờ con bấm chia sẻ màn hình. Con bấm lung tung đi, rồi sao cô không thấy con rồi đó. Nào, hôm bữa trước mình học cái chỗ này rồi nè, đúng không? Đúng Nào, walk, rồi còn cái này là học. Ok. Con có nhìn thấy màn hình không vậy, Simon? Sao cô không nhìn thấy con? cô đứng im đi để con dễ dễ thấy ông khùng á. Thôi. Rồi bây giờ cô chia sẻ lại nè. Con to hơn cô luôn. Rồi, tiếp tục nào. Ok. Hop. We have hop. Bạn này đang làm gì? Quên rồi ta. Đấy. Jump. Nhúng. Jump. And this one is skip. Now, can you skip? Con có nhảy được không? Can you skip? Nhưng Cái dây á? No. No. No, yes. Mà muốn đi học cũng có cái môn này đó nghe. Lớp 3 là có cái này đó. Rồi con đi đâu rồi? con nói nghe, cái bút chì của con nó bị rớt hết rồi, 300 cái. Con phải đợi một chiếc một. Nhưng mà giấy chất lượng của con thì Nào. Đó, thì ví dụ như hỏi là what can you do? I can run. Ok. Còn bên này là I can't run. Rồi, con đâu rồi? con chưa xong Nhanh lên. Ừ. rồi. Con bị lộn từng chiếc một. Chắc chắn hơi lâu rồi. Con còn phải sắp xếp. Nó nữa. Con xong chưa nào? Dạ chưa sao.
300 cái lận rồi. Rồi. 300 lần. 300 cái tốn 300 phút hả? Xong nha cô. Nào xong chưa nào xem mình? Con này nó đổ tè le luôn hả? Dạ. Rồi, cuối cùng cũng xong. Bây giờ làm đổ cái nữa là xong phim á. Ừ, giờ làm đổ cái nữa là hết giờ luôn đó. Chứ xong phim. Rồi, cô nói con nè. Khi mà con mà làm được cái việc gì á thì con sẽ nói, con sẽ dùng cái từ care, can. Cái từ này nè. Can. Ok. Con chú ý đi, con lại đi đâu nữa rồi. Thôi. Nó tự nhiên nhảy mà nó té cái là rồi nghe con. Ừ. Cô sẽ không thấy con đâu. Con đi qua đây mà cô sẽ không thấy con chắc chắn. Con sẽ không thấy được con khi con bỏ lại. Thế con sẽ không thấy con. Ở trong năm thế. Ôi giời. Cô có thấy con đâu rồi? Cô qua bên này mà cô không nhìn thấy con. Trời ơi. Trời ơi, con lăn lê bò toài gì trong đó vậy? Nào, bây giờ con học đi. Con sẽ thấy ở đây nè Simon. Gì cô? Rồi. Con sẽ dùng cái từ can. Can. I can yeah. run. Là khi nào? Khi nào mà con làm được cái việc đó, ví dụ như I can run. I can. Và gì nữa ta? Con có thể làm được gì? Con nói cho cô xem. I can read. Con có đọc được không? Yeah. I can read. Rồi I can. I can hả? I can read hả? I can read. I can run. I can run. I can walk. Can you walk? I. Con sẽ có là I can walk. I can run mà cô viết chữ gì vậy? À, cái này là đi bộ. Hoặc là con có nhảy lò cò được không? I can hop. Hơi khó đấy con. Hơi khó hả? Rồi. Còn khi nào á mà con làm không được á, cái gì mà con không thể làm được đó, con làm được đó, thì con sẽ dùng từ can. Hoặc là từ cannot. Nè, con có sẽ có từ cannot mà mình viết tắt là can't. Ví dụ giống như là I can't run. Con nhìn thấy cái ông già này nè, thì ông sẽ nói là I can't run. Tại vì ông đi còn khó nữa, sao mà ông chạy được, đúng không? Thì ông rồi. Người già thường không chạy được. Ừ. Hoặc là con thì con không làm được cái việc gì, con nói I, con có bơi được không? Can you swim? Bơi, con bơi được không Simon? Con bơi được không hả? Ừ. Tất nhiên là được. À vậy thì là bên này à. I can swim. Là nó sẽ nằm bên này. I can swim. Rồi. Con có nhảy dây được không? Tất nhiên là được. Thì con no. I can't. Thì con sẽ nói làm sao? I can't. Cô tẩy cái chỗ này nha. Con sẽ có cái câu là I can't. I can't skip. Rồi lo mà tập nhảy đi. Mai mốt phải nhảy cái môn đó đó. I can't skip.
Rồi, làm gì nữa? Con có thể bay được không? Can you fly? Can you fly, Simon? Làm gì đó? Hả? Con che cái mặt con lại cho cô khỏi thấy hả? Đúng ạ. Ừ. Nè, rồi tiếp theo. Hoặc là con sẽ có là I can't fly. Con có leo cây được không, Simon? Tất nhiên là được rồi, không được. Được rồi. I can leo cây. I can climb. Thì con sẽ đặt ở phía bên này. I can climb. I can climb. Ông này không fly được. Không fly được hả? Làm được rồi. Con làm được quá nhiều. Rồi con có lái xe được không? Can you ride? Chị Minh. Có lái xe đạp được không? Con có lái xe đạp được không? Yes. I can. À, vậy thì là phải đặt bên này cho Simon đúng không? Simon sẽ nói được là I can. I can. Ôi, cái hai cái không được. I can ride. Ê, rồi bây giờ có lái xe hơi được không? Có lái xe hơi được không? Cô có leo lên tường thành được không? Không. Không, vậy thì cô ghi lên không leo lên tường thành bên ông già này đi. Thì là I can't climb. Climb over the wall. Nó không có thể leo qua cái tường được. Đi còn không nổi nữa sao leo qua cái tường được. Đúng không? Yeah. Rồi, tiếp theo. Cái gì nữa ta? Rồi cô có một cái nữa là cô không làm được nữa là I can't scream. I can't scream. Ok, cô đâu có biết bơi đâu. Mặt làm xấu ghê không? Hả? Bơi là phải chọc đất. Làm gì? Đi bơi phải làm như vậy á hả? Hả? Rồi chưa? Tiếp theo. Bây giờ mình qua cái tiếp theo nha. Bé từ trên cành cây bé luôn. Đá cành cây xuống rồi leo lên là xong. Ở đâu? Ở Sài Gòn. Cái cây ở Sài Gòn. Nhưng mà nó cao hơn anh Minh. Con đá một cái nó từ đây rơi xuống đầu luôn. Rơi xuống từ thành. Bể luôn. Anh. Tại cái cây đó ít xìu rồi. Anh Minh cũng đá được. Ok, now next. Mình làm tiếp theo nha. Đá nó xong rồi con nhảy lên cái cây luôn. Ghê vậy. Rồi bây giờ con đọc cho cô nghe xem nào. I can ride. I can ride. I can read. I can read. I can read. Cô nói đi. I can run. Cô bấm cái chữ I can run. Rồi I can walk. Now I can walk. I can kung fu. I can hop. Now I can hop. I can hop. Ủa sao con ghi cô nói là I can kung fu không được chứ? Ủa con coi phim Kung Fu Panda chưa? Tất nhiên là rồi. Nghĩa hả? 53. Nghĩa hả? Nghĩa vậy? Có gì tập 53 luôn? Ở trên YouTube á hả? Đừng. Nó có phim dài tập nữa. À, nó có phim dài nữa. Một tập dài luôn á. Nào không coi đi. Nó bố dạ, không coi. Hả? Cô mà làm thì chỉ búng tay một cái là bông cái đâu quá trong nước mệt xạo quá đi. Rồi I can swim, nào đọc đi nào. I can swim, nào. I can swim. Thôi không nói chị nữa. I can swim, nào. I can swim. I can climb. I can climb over the world. Bay cái tường thành. Một nước nhẹ.
không quên tỷ ngàn hai trăm tỷ ba mươi hai ngàn trăm không một tỷ ngàn hai trăm ba mươi ba trăm ba mươi ba ngàn mốt nhà là đã được bay hết được thầy. Rồi được chưa? Bây giờ học tiếp được chưa? Nha. Rồi bên này nè, I can't skip, I can't fly. Nào con đọc theo cô nào. I can't skip. Đừng nói chuyện nữa, nói chuyện quá. Con bố con nói gì nghe chứ quá 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 kinh khủng nghe sai mình nha. Ở chừng bố Hùng, bố Hùng có đứng ngoài cửa không? Coi thử bố Hùng có đứng ngoài cửa không? Rồi. Bài này hôm trước mình làm rồi đúng không? Cô, con có cách. Cái gì? Con chọn chữ Sunny nó không cùng lạ. Yes, it's good. Now, how about number two? Which is different? Cái nào khác nữa nào? Number two. Hành động hả? Hay là gì? Hành động thôi, hành động. Jump, jump là nhảy đúng không? Đúng rồi. Jump. Jump chứ jump là gì? Hand là gì? Hand là gì? Bàn tay. Yes. Là tay. Ừ. Vậy là hand, hand là tay. Hand, cái từ đó là hand, giờ này mà đọc là hand. Thấy ghê không? Hand. Number three nào. Number three nào. Number three làm sao? Rồi đó cô. Number three. Number three con làm sao? Chè chè. Hơi sai sai. Sao nữa ta? Tiếp theo là dog. Number three, dog. Okay. Number four. Number four là cái này. Yes, good. And the last one. The last one. Good job. Hôm nay Simon giỏi quá ta. Okay. Now next, let's see math. Ủa sao tự nhiên con No. Now see my answer. I have the same answer with you here for number one, number two, number three, number four, and number five. Okay, good job. Very good. Now next. Now which one you choose? Bây giờ con đọc mấy cái từ đây nè, rồi con chọn cái hình đúng đi. Cái hình nào đúng thì con tick vào. Okay. Con làm xem. Thôi đừng có vẽ lung tung nữa, con làm đi. Từ thứ nhất skip kìa, skip là nào? Simon, skip. Skip là cái nào hả? Ừ? Skip là cái nào ạ? Skip là cái skip. Skip. Skip là nhảy dây. Ừ? Nhảy dây. Đúng không? Yes, thì con tick vào, cái nào đúng thì con tick vào. Con dùng video tick, con tick vào. Good, okay, it's okay. Nhưng mà người ta nói con tick đó, chứ người ta có nói con làm vòng tròn đâu. Con biết dấu tick không? À, có. À, nào. Người ta để cho con cái ô vuông đó, con tick vào. Yes, good. Làm nhỏ thôi, vào trong cái ô vuông nhỏ nhỏ đó. Bên cạnh cái hình kia. Good. Okay. Number two, Simon. Là nhảy dây luôn. Nào, climb. Climb. Climb là gì? Là cái này đúng không? No. Climb là leo núi đó, leo cái tường hoặc là leo núi thì mình có từ climb. Xa quá, xa hí quá. Okay. Good job. How about number three? Number three, Simon.
Number three. Zoom, zoom, zoom. Yes, good job. And number four, the last one. Hop. Okay, now let's see the answer. Mình xem thử con trả lời có đúng không nha. Number one, yes, I have the same answer. Number two, climb. Good. Number three, jump. And number four, let's see. Number four, yes, you're right. Hôm nay Simon giỏi quá ta. Cái gì? Cắt câu là đúng. Gì ghê vậy? Làm gì ghê vậy? Nào. Jump là đúng. Nào, tiếp theo đi, bài này coi có đúng không? Look and circle. Con nếu con chọn từ nào con chọn con khoanh tròn lại nha. Yes, good. How about number two? Number two, jump. Okay. Number three, walk. And number four, climb. Good job. Very good. Hôm nay Simon làm giỏi quá hè. Jump. Dưới trên trên nha cô. Ừ. Con có từ này là jump chứ không phải nhà, gì con đọc cái gì vậy? Jump gì? Ừ. Rồi walk. Rồi climb. Okay. Good. Now next. How about this one? Cái này là con nhìn vào cái hình rồi con xem nữa con sẽ điền từ can or cannot. Can or can't. À, con điền coi từ thứ nhất là con sẽ điền từ can hay là từ can't. Điền là xem. Cô thấy giống sắn siêu âm không? Ừ, giống. Thôi, giống. Thôi nhanh lên, làm đi. What can you do? Con nhìn cái hình rồi con xem thử con sẽ làm cái từ can hay là từ can't. Siêu âm của con. Rồi bây giờ con làm xem con điền từ này hay từ này. Từ thứ nhất nè, con nhìn vào cái bức hình rồi con điền cho cô xem. Con vẽ con nối xuống cũng được, con nối như vậy nè Simon, cho nhanh cũng được. Ví dụ như con này á, cần từ này thì con nối vậy nè. Ok. Giọng tròn. Câu thứ nhất nào? Câu thứ nhất, cái hình thứ nhất đó thì có làm, con làm sao? Từ thứ nhất nên làm sao? Cái người này có chạy được không? Có hop được không? I can or I can't. Con vẽ cái từ con nối vào xem. Được không? Cô bấm chữ không đi. Now this one, that's the con. Is it right? Đúng chưa nào? Con đem hoặc là con nối xuống đi Simon. Con nối từ cái từ ở từ bên trên này nè. Con vẽ cái đường con nối xuống. Cô này có lẽ là không biết leo núi hả? Biết không? Vẫn leo được đó thôi. Phải không? Không leo được hả? Nhưng mà thấy cô sợ. À thấy cổ sợ hả? Ờ thì chắc là không được quá. À đúng rồi. Ờ chắc là không được. Không được 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 chắc là được ạ. À. Chắc là được hả? Chắc là được. Cô bấm chữ can đi. Can hả? Hey, can't. Tại vì cái cô này cô sợ đó, chắc như con nói đó, nhìn thấy sợ quá đó. Chắc muốn tuột xuống rồi. Ok, number 3. Nào con làm number 3 xem.
Number 3 sao Simon? Number 3 con chọn chữ nào? Cái bạn này bạn có skip được không? Simon. Simon ơi. Skip được không ạ? Được không? Được chứ. Chắc chắn là được. Con thấy bạn bị vấp cái sợi dây không? Là được hay không? Can I cannot? Chắc là cũng được á chứ. No. Nè, can't. How? How about number 4? Câu số 4 con làm từ can or can't? Không, có ý con nói là leo núi chắc chắn là được. Rồi, ơi, cái từ số 4, câu số 4 làm sao? Câu số 4 con điền từ nào đây? Câu số 4 con điền từ nào? I can. Okay, good. How about number 5? Number 5. No. No? Không phải. No? Ok, can't. I can't run. Rồi, number 6, the last one. Câu số 6 làm sao nào? How to do for number 6? Sóng siêu âm. Cô thấy sóng siêu âm thấy sao? I see it. Rồi, con làm câu cuối cho cô xem. Câu cuối ạ. Yes. Yes. Yes, I can jump chứ chun gì? Okay. Now what's that? Không có cái gì đây ta? Game. Gold miner. À, đi đào vàng Simon ơi, chơi không? Không thấy đáng sợ đó nha. Tôi mệt quá gì đâu đáng sợ, mệt quá con trai mà nhát quá. Yes. Now start. Finish. Team A. What's this? Sao mình làm được? Mình có cái gì đâu. Here. Now let's see. Which you choose? Con chọn cái nào nào Simon? Which con chọn one cái you choose? Kia là 2000. Một cái kim cương đi. 2000. Number one. Now let's see the answer. Let's see the question. What can they do? Có sẽ dùng là they. Cái này là leo núi. They can climb. Well, climb. Rồi cô bấm climb đi. They can climb. Sorry. Thì đúng, nếu đúng thì mình sẽ. Ủa, nếu đúng thì sao? Nếu đúng thì mình sẽ làm gì? Oh my god. Rồi, you got it. Con nhận được cái món quà đó rồi. Ok, nhưng mà sao điểm nó không lên? Có mấy rồi? Now, back. Let me see. Chọn chơi dạo vàng. Trời ơi. Ok, you got 2000. Rồi bây giờ cô sẽ đánh cái con được cái này rồi đúng không? Con được cái này rồi nè. Thì bây giờ how about next? Which one you choose? Bây giờ con chọn thêm gì nữa? Cô sẽ đánh cái số tiền con được nha, để tí nữa coi thử con được bao nhiêu tiền ha. Ở đây là Simon đã được là 2000. 220.000 luôn. 20.000 đô luôn. Nào, next Simon. Con chọn cái nào tiếp theo nào? Cũng biết rồi mẹ. 1.000 đô đi, 1.500 đô đi. Number 3, con chọn number 3 hả? Yes. Okay. Let's see for number 3 here. Now, what can you do? I can run. Yes, I can run. Now, how about check? Vậy là con sẽ được là
1.500 nữa. Hết rồi, vậy sao này nó không mất đi? Là 3.500 đô đó. 3.500, à tại cái này nó có 3 lần lận. 3.500 đúng không? Để cô ghi cộng vô nha. Bây giờ cộng vô nữa là cộng 1.500. Là 3.500 đô. Ok, rồi từ từ. Tiếp theo, which one you choose? Con cộng bao nhiêu, con thêm bao nhiêu? Con giờ con chọn cái nào đây? Chọn lại cái 1.500 đô đi. Tại vì nó chưa. Yes, good. Let's see. Sắp được 5.000 đô rồi. Cái này mình chọn rồi. À, cái này chỉ chọn được một lần thôi. Mà sao nó lại hiện lên cái số này ta? Nào bây giờ con chọn cái khác đi, con chọn cái 1.000 xem. Con chọn cái 1.000 đô đi. Sao nó cũng ra cái này. Trời ơi. Thì cô tổng số tiền là what can you do thì con sẽ có lại là, để cô bấm tiếp theo. Nào bấm cái khác. What can he do? What can't he do? No, he can't do. Thì con sẽ trả lời là he can't. Cái này là gì? Cô bấm ra chỗ khác đi, đừng có bấm ra nữa. Sao vậy? Cô bấm ra đi, cô tổng số tiền lại. Rồi từ từ cô sẽ tổng luôn một lần. Bây giờ con trả lời cái câu này đi rồi cô tổng tiền lại. Con sẽ có là sao? Con có cái này là gì? He can't. Cái hành động này là gì ta? Skip. Skip đó. Thì bây giờ con sẽ có cái này là, à cái này con đâu có được 1.000 đâu, con không trả lời đúng mà. Vậy thì tổng cộng là con được bao nhiêu rồi? 3.500 đô là... Rồi con sẽ có biết rồi. Cái đó nhân 3. Nhân cho 3 là bằng 3.500 là bằng 4.500. 4.500 là thành 6.500 đúng không? Dạ đúng rồi. Ok, Simon so so rich luôn. Ok, now next, bây giờ con chọn cái nào? Còn cái này giá trị hết trơn. Có mấy cái là 50S nè, 50 đô nè. Thôi, cô cho con làm lại cái kim cương kia đi. Này hả? À, làm lại cái kim cương hả? I can run. Cái này run rồi, mệt quá. Yeah, vậy là con được. Rồi cái này là I can gì? I can. Nhưng mà cô ra ngoài cái đã. Tính tiền. They can climb. Mới đúng chứ. Rồi, sao cái này nó lung tung mà. Rồi, vậy là coi như con kết thúc đây. Rồi để xem con có bao nhiêu tiền nha. Game này nó bị 1.500 đô nhân cho 4 là bằng 10.500 đô la. Cái gì đâu mà 10.500 ghê vậy? Ừ thì tất nhiên là 10.500. Con có 50 nhưng mà nhân 2 thôi chứ bộ. 50 mà nhân 2 á, thì là sẽ được 1.000 nhân 4 lận. Đâu là mà 4 nhân à, à là 4.000 á hả? Là thành 10.500 đô hả? Dạ đúng. Oh my god. Rồi bây giờ là Simon có 10. Ôi cái này ghê quá à. Để phải viết ra thôi. 10 10,000 10,500 US. Ok, USD here. Is that right? Chứ làm bánh nhân xá. Nhưng mà nhân xá thì có 10 đô la. Thành 60. Thành 60 thôi hả? Ok. Now next. Cái này nhân xá. 80. Cái này nhân 5. Nhân 5 á. Nà ní. Rồi thôi, nà ní nữa. Để xem. Là 400 đô la. Ok, Simon so rich now. That's all. Okay, that's all. Okay, that's all. No, that's all about our
hour thì người ta past the day. Now, con nhớ nè, con nhớ con có từ gì ta? Hôm nay con học được cái chữ gì? Action, con có từ gì đầu tiên? Con nhắc lại cho cô xem. Run. Run, good. Rồi từ gì nữa? Can you run? Con sẽ nói là I can run. I can run. Rồi từ gì? Con học từ gì nữa? Con thành I can run nha. Ừ. Rồi gì nữa? Rồi từ gì mà đi bộ đó ta? I can walk. Đúng không? Rồi gì nữa? Cái gì mà làm vậy? Cái gì mà nhà cầm sợi dây xong làm vậy ta? Gì? Nhảy dây. Bắt gì nữa? I can run, đúng rồi. Rồi còn gì nữa? Rồi I can walk. Nhưng mà con có là I can't skip, đúng không? But you can, I can climb. Ok, rồi còn từ gì nữa ta? Can you jump? À con có I can jump. Phải không? Con có nhảy được không? I can jump. Rồi con có à con làm được cái này nữa. I can hop. Phải không? Là con chỉ con làm được một thứ thôi. I can skip. Con leo núi được mà cô. Thì con leo núi được. Thì cô dùng là I can đó, I can climb đó. Nhưng mà tại sao có một cái con không làm được? Con có skip được đâu? Con nói với cô là con đâu có skip được. Là dễ chơi hả? Đúng rồi. Đúng không? Nhưng con nói là con đá bay cái tường thành được mà. Là con nhưng đá mà... bay. À. Là I can kick, I can kick. Okay. We stop here and see you next time. Bye bye teacher. Okay. Bye bye. Hôm nay là ngày mấy ta? Hôm nay là 12 tháng 10.